Hello, xin chào các bạn. Sau nhiều Mình ngày có hẹn mèo quên chú mắt Sóc mấy lần Mèo. mà không gặp, chúng tôi đã bắt đầu thấy nản lắm rồi. Không phải nhạc Tôi này. cũng đã không còn được như cũ, đã bắt đầu Đấy có những mà. biểu hiện mệt mỏi, chán trường. Không, sao làm như Vì cái không nhà còn bà cuối hạ con làm hình lối, nó lắc lắc tôi lắc lắc chẳng đi. muốn Bé tiếp bé tục 2 đánh nhau phút chứ. như những 2 bậc gì? hành quân tác chiến 2 ở trong phút. rừng nữa. 2 phút thế nào? Cơ mạnh Sáu, 2 tay phút bình mới thường vững, ấy, bước hai phát ra số là biết 2 đường ấy, mà phút. đi, rồi lựa bước chân vào những chỗ nào cho dễ đi nhất để tránh lội Hai ruộng phút thôi hay vào những vị trí khó đi cho đỡ tốn hai sức. có 2 phút TikTok Phải đây đúng nói không? rằng bây giờ nhìn không ra một đội hình Nhìn đang thử hành nhé, quân tác chiến, nhìn như con này lắm. khi mà phía trước có thể bất cứ lúc nào cũng có địch. Vượt qua chẳng trống hay ruộng nước cũng vậy, lính sau một ngày khổ luyện tối hôm qua là không ngủ luôn, sáng nay ngủ bù nè, nè bây giờ nè vô nè, nè tức bây giờ thiệt quá trời nè, đấy anh em càng chơi là anh em càng khỏe khỏe lắm. Đẹp chưa, thấy đồ nhiều chưa, đồ thứ gì đấy, cái tôi đi công thành hay sao anh em à. Thôi công thành giờ này để vô đánh boss cho anh em xem, đánh boss xịn nhất cho anh em xem, đánh boss thế giới anh em à. Ok à, chưa chưa cho anh em coi đồ đấy. Đấy, anh thấy đồ nhiều chưa, đồ xịn chưa, nhạc khè hết, cánh cũng đẹp nữa. Đây là mình có con boss mini nè anh em, đó boss mini nha anh em. Ok, còn đây là boss di tích chiến cổ, con này là boss cá nhân nha anh em, quá trời luôn, quá trời boss luôn em ơi. Ok, tôi sẽ đánh con boss thế giới cho anh em xem. Ok, mình sẽ vô con mini này nha anh em. Ôi, anh em thấy nó cười chưa. Ok, boss thế giới. Rồi, chỗ đó. Rồi, anh em thấy men. Xịn chưa, xịn chưa. Skill đẹp chưa. Quá trời, ôi trời. Thấy skill tôi xịn chưa. Cấp 500 rồi đó anh em. Có VIP nữa nè. VIP đấy, VIP đấy. Anh em thấy không, nguyên một buổi tối. Chảy mồ hôi sau nước mắt mới ra được cái con xịn như thế này nè. Đấy, mà đánh con boss này nó tới 90 ra máu rồi nha anh em. Con này là con nhện ma khổng lồ, nó tới 400 cấp lực. Trời ơi, đánh nãy giờ xuống còn 87 đánh máu, quá trời trâu anh em à. Quá trời trâu luôn anh em à, quá trời trâu luôn. Con này rất là mạnh, nhiều khi anh em sẽ không đủ máu đánh con này, thành ra là anh em phải có cung vip cho anh em để anh em có thể hồi sinh lại quýnh tiếp được cho anh em. Đấy. Rồi xong, ok, mình sẽ ngất đi một tí xong xong lại. Rồi. Con này trâu quá anh em à, nó mạnh quá, nó mạnh quá, ôi trời. Mạnh quá anh em à. Đấy, skill đi đẹp chưa, game rất là đẹp nha anh em. Chà mẹ ơi, phê 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 phê. Cứ bờ ruộng mà đi, đôi khi thấy rõ một hàng ngang đều nhau dầm dập bước trên bờ ruộng. Bên hỏa lực đại đội cũng tuyệt toạc chẳng ra sao. Thằng vác chân bê súng đi một tặng, thằng bê tầm súng đi một nẻo, chẳng ra sao. Nói dại mồm, chứ lúc bây giờ mà có gặp địch đột ngột, co mà bắn được vào mắt. Kinh nghiệm thì đã có rồi, như cái trận đánh ở bên cánh trái núi Nô Bìa. Thằng sao không vác được cái chân đại liên lên cho tầm súng giá bắn. Khốn khổ khốn nạn như vậy mà lại chẳng biết rút kinh nghiệm cho. Cảm ơn các Chứ bạn xem lỡ video. Mà gặp Thank anh you trong for hoàn cảnh watching. này,